Alo, hôm nay chúng ta quay lại với Vĩnh Hoạt nha. Vâng, trong vài buổi hôm nay thì chúng ta thấy thị trường vẫn tiếp tục xấu. Trong hôm thứ sáu thì Vĩnh Hoạt có một cái pha đảo chiều, tuy nhiên hôm đấy thì khớp không nhiều, chỉ khoảng 900 ngàn thôi. Hôm nay thì rất ít, 400 ngàn. Và trôi từ đầu ngày đến cuối ngày, gần như là như vậy. Và một điểm đặc biệt là hôm nay thì Tây họ sau mấy phiên mua thì hôm nay họ lại đảo bán, đúng không? Bán khoảng 90.000 rồi đấy, thì đấy là cái diễn biến vào đây. Thế còn đây là các cổ phiếu thủy sản mà mình cũng hay lít. Hôm nay thì Vinh Hoàn cùng ALV là giảm rất mạnh, đúng không? Bên nhánh nhánh cá, đúng không? Cá gì có ạ? EDI là giảm không mấy thôi, còn lại hai ông kia đều giảm rất mạnh. Bên phía ALV cũng bị nước ngoài bán. Còn là cái diễn biến trong thời gian gần đây, đúng không? Như vậy tôi thấy đến giờ phút này thì PE theo ghi nhận đây là 10.4, đúng không? Và lúc nãy thì mình có thử vào một chút cái trang của công ty, đúng không? Liên quan đến quan hệ cổ đông của Vĩnh Hoàn thì là lúc bóng là vẫn chưa thấy báo cáo tài chính quý 3, đúng không? À, chưa thấy. Và chúng ta vẫn ở quý 2 thôi, đúng không? Thậm chí mình có quarter 3 thì lúc nãy cái đây khoảng 2 3 tiếng thì mình cũng có xem thì vẫn chưa có, đúng không? Rất là chờ đợi một chút. Rất có thể sau đây khoảng tầm 2 3 phiên nữa chúng ta sẽ nhìn thấy báo cáo quý 3 của công ty, đúng không? Và chúng ta sẽ cùng đợi xem diễn biến đến đâu. Hy vọng là chúng ta như dự kiến thì chúng ta sẽ có một cái lợi nhuận tương tự giống như quý 2, đúng không? Tức là đâu đó cũng khoảng tầm 400 tỷ. Và còn nếu trường hợp mà tỷ giá thực sự tác động nhiều, đúng không? Đủ nhiều. Và công ty cũng có ý định gọi là đầu cơ một chút về ngoại tệ, đúng không? Có thể ôm giữ lại và chưa được kịp đổi sang biến đồng, đúng không? Thì sẽ có thể cũng sẽ thêm được một chút ở cái đấy. Tuy nhiên lợi nhuận cá mình nghĩ vẫn phải được coi là chủ lực, đúng không? Chứ không thể là trông chờ quá vào tỷ giá được. Và đấy là cái thông số, đúng không? Và nếu mà vẫn như vậy thì hết năm nay mà tốt đẹp thì lợi nhuận là 1.400, đúng không? Và đến giờ phút này thì vốn hóa là 13.200, tức là tính ra đâu đó khoảng tầm P 9, đúng không? Như vậy là nếu mà đạt được như vậy thì có thể coi là giá hôm nay đang tạm coi là đúng giá, đúng không? Đấy, gọi là mình. Còn nếu chúng ta xét đến vai vai vế của một công ty lớn, đúng không? Hàng đầu ngành cá rồi có thể chấp nhận thì như vậy là cũng giá tạm được, đúng không? Và nếu mà ngon cành nữa thì phải dưới 70 một chút, đúng không? Hôm nọ thì hình như mình cũng có lót qua một chút như vậy, đúng không? Hy vọng là chúng ta sẽ ok, đúng không? Chúng ta rất cần cái một hệ số định giá như vậy như thế này, đúng không? Còn tất nhiên là PB thì xa lắm, đúng không? Bởi vì kể cả năm nay có lãi được nghìn mấy thì chăng nữa thì mình nghĩ với cái sổ sách hiện nay là gọi là 4244 gì đấy, đúng không? Giờ cuối năm mà có thêm 800 tỷ nữa thì cũng mới thêm được 4.000 nữa mới là 448 thôi. Cũng còn rất là xa, chúng ta không kỳ vọng nhiều vào cái này. Trừ khi ai cầm đôi 3 năm thì chắc là sổ sách lúc đấy có ý nghĩa khá lớn, đúng không? Bởi vì có thể khả năng sổ sách nó sẽ đuổi kịp với cái giá cổ phiếu hiện tại bây giờ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến tiếp với báo cáo chính. Hôm nọ thì mình cũng đã bắt đầu dở vào đến báo cáo kết quả kinh doanh của công ty rồi, đúng không? Và ở đây thì chúng ta đang ở Ấn Độ 20 và 21, đúng không? 20 và 21. Vâng, đây rồi. Chúng ta sẽ vào luôn cái báo cáo kết quả kinh doanh của công ty xem như nào, đúng không? Doanh thu tài chính là 434 này, trừ 369 là chi phí tài chính, cho nó thì trừ 97 kia, và chúng ta có thuyết minh số 27. Và mình cũng sẽ cố gắng kéo xuống một tí, chúng ta xem toàn năm xem nó ra làm sao. Vâng, tỷ giá hồi đoái 338 tỷ. Vâng, 338 tỷ đấy là tỷ giá hồi đoái của năm 22 nhá. Vâng, mà mình nghĩ là khả năng rất cao là nó nằm ở quý 4. Vâng, đây đây đây, rất có thể là quý 3 quý 4 thì thôi, đúng không? Đây đây, rất có thể là nằm ở đây. Vâng, tỷ giá, đúng không? Vì quý 4 thì ở cái tháng 11 là có vấn đề, đúng không? Tháng 10, nhưng mà đến tháng 12 thì như là hồi phục lại rồi.
Cho nên khả năng cao mình nghĩ là sẽ các công ty có dấu hiệu xuất khẩu sẽ ăn được ở quý 3 năm 22, rất có thể là như vậy. Vâng, 338 tỷ, rất nhiều. Bên phía này thì đây, cái này là ngoại tệ này. Rồi cái kia là 180 tỷ, như vậy là tổng là chỉ có khoảng 186 tỷ. Trong khi bên phía bên kia là Vĩnh Hoàng được khoảng 338, đúng không? Nhưng mà tính ra riêng tỷ giá của năm 22 là Vĩnh Hoàng đã được khoảng tầm 150 tỷ rồi, đúng không? 150 tỷ. À, liên quan đến tỷ giá, đúng không? Và chắc chắn là đồng đô, là gần như đồng đô rồi. Vâng, rất nhiều. Vậy đấy là thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và chi phí bán hàng là 349 tỷ. Cuối cùng là chi phí quản lý doanh nghiệp là số kia, đúng không? Và chúng ta sẽ ra 2.300. Vâng, 2.300. Và 17%. Và từ đây xuống đây cũng mất khoảng tầm 5%, đúng không? Bên này thì khoảng 2,4. Bên này thì chỉ có 4 thôi, đúng không? Có 4 thôi. Và như vậy là thực ra thì nó cũng xem nhau. Xem nhau, đúng không? 4 năm thì 4 năm thì đấy, đúng không? Như vậy có thể thấy biên vận hành của vận hành chi phí hoạt động của bên Vĩnh Hoàng cũng là khá thấp, đúng không? Mình đánh giá đây là được coi là khá thấp, mà dựa trên những cái gọi là tiểu sử chúng ta đã xem rất nhiều, mà rất nhiều mã ngành. Chúng mình 29-30. Ba ba đây đây đây. Vẫn là cái chi phí như này thôi, đúng không? Chúng ta ghi nhận là như vậy. Chi phí và phúc lợi của nhân viên. Rồi, đúng không? Nôm na nó tóm tắt thì gọi là lương. Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, ồ, 87 tỷ. Này không biết là liên quan đến cái vụ chứng bán phá giá không nữa. Chi phí phân bổ lợi thế thương mại, rồi cái này mình hiểu. Và chi phí khác 93 tỷ. Vâng. Năm nay thì cái năm 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 6 tháng của năm 23 này thì mình đoán là cái chi phí dưới này chắc là bây giờ nó đã thấp đi rất nhiều rồi. Vâng, mình kiểm nghiệm một chút đi, đúng không? Chúng ta so sánh năm nay và năm ngoái, đúng rồi. Năm ngoái là 189, đây chỉ có 64 thôi, đúng không? 64 thôi. Và nếu tính trên toàn năm của năm ngoái thì là 258, đúng không? Như vậy là năm ngoái đầu năm rất cao, đúng không? Như vậy chắc chắn là liên quan đến cái giá cước container rồi. Và hôm nay đánh giá cũng vẫn là ngon. Vâng, như vậy là năm 23 là chi phí đã giảm rất là mạnh, đúng không? Rồi rồi, đúng không? Như vậy chi phí bán hàng năm nay giảm mạnh, một yếu tố rất là thuận lợi. Đến đây là chỉ còn có 1,94 thôi, năm ngoái là 3, đúng không? Và tính toàn năm 22 thì là khoảng tầm 2,64. Vâng, 2,64. Và để cho nó hoàn thiện nốt, đúng không? Mình sẽ gõ nốt và để chúng ta luận giải nốt cho nó đúng. Vâng, lãi lỗ công ty liên kết không đáng kể. Vâng, 21 chắc là rất cao, đúng không? Mình nghĩ đấy chính là năm đỉnh cao nhất của các cái bộ môn liên quan đến vận tải công. Đúng rồi. Từ đây đến đây thậm chí mất hơn 5%. Và trong đó chỉ bán hàng thì 21 thì cực kỳ cao, đúng không? 3,79. 3,79. Vâng, nó rất cao. Vâng, rất cao. Và chi phí pháp lý năm 22 cao. Đến năm 23 thì chi phí vẫn giảm, đúng không? Là cái năm 22 rất thất thường. Chi phí pháp lý rất cao. Như vậy là thứ nhất trong chi phí bán hàng thì mình đã nhìn thấy
Trong chuyến hàng thì cái chi phí vận chuyển lưu kho là giảm này, rồi chi phí pháp lý trong chi phí doanh nghiệp cũng giảm này, đúng không? Vậy là và tính ra như suy rộng ra một chút đấy mà nói thì như vậy hai ba, nếu mà giảm được hai cái chi phí này rõ ràng là cái cặp này nó sẽ đỡ rất nhiều. Đúng rồi, cặp này năm trước là năm cơ, sáu cơ, đúng không? Đến đây chỉ còn có hơn bốn, đúng không? Vậy là mặc dù là biên lãi gộp thì chắc chắn là suy yếu đi, tuy nhiên là cái phần vận hành ở phía dưới thì lại đỡ rất nhiều, đỡ hơn rất nhiều và thậm chí còn lãi tỷ ra, đúng không? Như vậy là rõ ràng cảm nhận ra như thế thì 23 cũng không tệ, đúng không? Không tệ, chắc chắn là không tệ. Nói chung 22 mặc dù lãi rất là cao, biên lãi rất tốt, tuy nhiên chi phí đi kèm đặc biệt cả 21 22 là đều mình nghĩ là đều không ngon lắm. Mà chi phí hàng thì lưu kho cao, và chi phí doanh nghiệp thì liên quan đến pháp lý của năm 22 thì cũng rất là cao. Và như vậy là đều không ngon. Các năm cũ mặc dù chủ yếu là lúc đấy là giá bán rất tốt, đúng không? Cầu cao rồi lúc đấy chưa thắt chặt hoàn toàn. Cho nên là mọi thứ nó vẫn còn còn ok, đúng không? Chưa 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 bị ảnh hưởng gì nhiều. Nói chính xác là như vậy. Bây giờ thì kém hơn, đúng không? Nhưng mà mọi các cái thứ mà mình nhìn thấy nó tác động vào thì lại không còn ảnh hưởng gì nhiều nữa. Cho nên là mặc dù có kém đi, đúng không? Tuy nhiên mọi thứ thì vẫn vẫn sơ bộ. Năm 26/5 thì chỉ có 13,79 thôi. Và tuy nhiên tính ra mà nói thì nó cũng chỉ hơn kém cái này một chút, khoảng 1,5 thôi. Đúng không? Mặc dù phía trên này thì rất nhiều thứ linh tinh là tác động vào. Vâng, lợi nhuận trước thuế ở cái trường hợp của năm 21 là 12,9, đúng không? Rồi đến đây là 1106 và đến cuối cùng, đúng không? Là 1098. Vâng, là khoảng 12, đúng không? Như vậy tính ra mà nói trừ cái hai là quá đột biến ra, liên quan đến biến động này rất là cao. Thì rõ ràng là 23 vẫn còn tốt được cả 22, đúng không? Và mình nghĩ tốt chính ở đây là một là tỷ giá, đúng không? Thứ hai là cái chi phí bán hàng, đúng không? Bây giờ không thể cao như ngày xưa được, ngày xưa là quá cao nhưng mà cao. Và còn bây giờ thì các cú thuế cú má gì đấy, thuế này vẫn ghi 20%. Đây đây có cái cú ưu đãi thuế, đúng không? Được 161 tỷ. Các công ty trong tập đoàn được hưởng mức thuế theo từng ngành nghề và theo giấy chứng nhận đầu tư. Vâng, được ưu đãi thuế ở đây nữa. Trông như này thì có vẻ rất nhiều. Vâng, lại có đến 7% như này. Vâng, như vậy là đấy là thông số liên quan đến kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của bên Vĩnh Hoàn, đúng không? Và chúng ta và cả cái toàn năm nữa, đúng không? Chứ không có phân bổ rồi. À đây 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 đây. Chúng ta bắt đầu có những cái phân tách, đúng không? Ở trong cái phần thuyết minh này. Vào đây rồi, đúng không? Chúng ta 7.000. Rồi, đúng không? Đây thì 9.000 vậy. Vâng, và chúng ta sẽ hai mươi phần trăm, đúng không? Đây. Và một thằng thì gần 83 và một ông thì 82,9 chín mấy gì đấy, đúng không? Tất cả hai ông này cộng lại thì gần như 100%. Đấy là năm 21 đến năm 22 đó. Vâng, nó hơi bị một chút về cái vấn đề làm tròn thôi. 22 đúng không? Vâng, như vậy nội địa trong năm 22 là tăng đến 91%. Đồng chí cái tăng 36 và cuối cùng thì
tầng 14 đúng không? Đấy. Và để chắc cú tí thì chúng ta cũng lấy cả 6 tháng năm năm ngoái và năm nay để chúng ta so sánh đúng không? Xem nó đến đâu. Vâng, đây 6 tháng của năm nay. 6040 1453. Và đây cuối cùng thì 1793 và 7493. Như vậy trong 6 tháng đầu năm 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 22 đúng không? Và chúng ta sẽ cùng thử. Và như vậy 6 tháng đầu năm là 6.000, như vậy 6 tháng cuối năm thì chắc là chỉ được có 4.200. Còn phía này được 1.500 đúng không? Như vậy là 6 tháng đầu cuối năm 22 là bắt đầu kinh tế xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu có bị ảnh hưởng đúng không? Cho nó vĩnh hoàn cũng bị ảnh hưởng. Và bắt đầu phải dựa dần vào vào trong nước đúng không? 21 thì cả trong nước là 1.500. Hai là 2.900 đúng không? Do đó thì riêng 6 tháng đầu năm 22 là khoảng 1.400 đúng không? Bây giờ chúng ta đến với 22 à 23 đi đúng không? 36. Vâng. Chính thức ra. Và trong nước thì xuất khẩu thì giảm đến gần 40 đúng không? 39. Trong nước thì giảm nhẹ hơn đúng không? Chỉ giảm khoảng mười mấy phần trăm thôi, cuối cùng thì ra một con số như thế này. Vâng. Như vậy là tỷ trọng trong nước bây giờ đang đang cao lên. Tỷ trọng trong nước đang đang cao dần lên. Vâng, như vậy là tỷ trọng trong nước đúng không? Đang cao lên. Vâng, do cái khó khăn của thị trường nước ngoài. Vâng, cũng rất cố gắng đúng không? Nhưng mà không ăn thua gì. Vâng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng không? Các dịch không bằng tiền này. Rồi. À, cái công ty Codbacon kia là một công ty có liên quan đến chủ tịch. Như vậy là chúng ta sẽ ghi nhận lại một số các cái giao dịch có liên quan đúng không? Vâng, liên quan đến chủ tịch. Vâng. Hôm trước mình đọc măng máng ở đâu là nắm góp ghét 15% gì đấy đúng không? Như vậy là Vĩnh Hoàn thì sản xuất đúng không? Và liên quan đến chủ tịch thì lại có một công ty chuyên đi phân phối. Bao Bì Thụy Sĩ thì cái này thì Phú Sĩ thì chắc là liên quan đầu vào rồi. Chế biến thực phẩm và xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang đúng không? Mình nhớ ngày xưa đây là một công ty thuộc về của Vĩnh Hoàng đúng không? Sau đó bán ra, rất có thể lúc đấy là công sân sau chủ tịch lại chạy vào mua đúng không? Thực phẩm Vạn Đức. Vâng. Rồi công ty Mai Thiên Thanh là công ty liên kết đúng không? Liên kết thì không làm gì. Các cá nhân liên quan cổ đông của công ty và cá nhân. Vâng. Ngày xưa mình nhớ ông máng là Vĩnh Hoàn bán Vạn Đức Tiền Giang và chúng ta phải sâu chuỗi một tí. Ồ, đây là báo báo của năm ngoái. Rời khỏi từng là công ty con muốn thể hiện thông qua chủ tịch cộng đồng và là đối tác cung cấp nguyên liệu cá tra. Ồ. Vào top 5 xuất khẩu cá tra lợi nhuận. Vâng, top 10 xuất khẩu công ty này có sự bứt phá và ghi nhận doanh thu quý 1 là 31. Thì sau ED. Theo dữ liệu của người đồng hành doanh thu từ 2000 lên 2007. Rồi rồi, đây, đây, đây. Đây là Vĩnh Hoàn, đúng không? Còn kia là Vạn Đức Tiền Giang. Vâng. Vâng, thành lập vào năm 2007 tại Tiền Giang. Vâng. Gọi là 872 tỷ. Được thành lập vào năm 2007. Cổ đông còn lại là bà Trương Thị Lệ Khanh, đúng không? Chủ tịch Vĩnh Hoàn. Vâng, ở đây thì mình vừa tranh thủ xuất qua cái vụ này
Ngày xưa ngày xưa Vĩnh Vĩnh Hoàn bán Vạn Đức Tiền Giang. Tuy nhiên là rất nhiều thông tin và đã từng bán cho cái công ty này, đúng không? Trong đó thì cô Khanh cô vẫn cầm lại 5%. Còn không hiểu cái công ty này thì nó có liên quan gì đến chủ tịch không nữa. Mình rất cố gắng đã Google ở đây, tuy nhiên là chúng ta không có nhiều thông tin về cái công ty Hữu Phúc Food này, rất khó. Và tuy nhiên nếu mà thực sự là cái công ty đấy có liên quan đến chủ tịch thì như vậy rõ ràng là những cái gì mà chúng ta đang nhìn thấy đây thì là chân trong chân ngoài rồi. Vâng. Có cái ở mức độ đấy thì cũng rất nhiều công ty khác, đúng không? Chủ tịch đẩy sân sau ra, đúng không? Giống như VCS, đúng không? Đấy. Đẩy bớt sân sau ra. Rồi cũng có mối quan hệ giữa công ty đang đang niêm yết và sân sau của chủ, đúng không? Tuy nhiên mối quan hệ ở đây thì sẽ cảm giác lành mạnh hơn, đúng không? Vì mình thấy họ vẫn chia tiền mặt đều rất đều. Tuy nhiên rất có thể là những cái đợt chia đấy dẫn đến cái việc chủ tịch người ta họ có tiền và họ đứng ra họ mua ngược lại các công ty thành viên của bên công ty niêm yết, ở đây là Vĩnh Hoàn. Vâng, đây là một số cái mà chúng ta nhìn thấy doanh thu bán hàng, đúng không? Và phát sinh trực tiếp với bên có liên quan. Thực ra thì những cái dưới thì nhỏ thôi, đúng không? Mình nghĩ là cái quan trọng nhất ở đây chính là cái thằng B con, đúng không? Là công ty phân phối liên quan đến Mỹ và Vạn Đức Tiền Giang. Đây đây, đúng không? Chúng ta đảm bảo mối quan hệ năm 22 cũng không khác gì mấy. Đúng rồi, gần như là qua bê con hết, gần như là qua bê con hết. Đến năm 23 này thì có vẻ khó khăn hơn, đúng không? Mà chúng ta thấy bắt đầu phân phối qua cả có bán hàng cho cả Vạn Đức Tiền Giang. À, cũng có quá trình mua ngược lại. Vâng, chỉ mua ngược lại cái kia thôi. Như vậy mối quan hệ rất mạnh ở đây là chính là công ty bia con kia, đúng không? Và công ty phân phối tại Mỹ. Ở đây thì mình phải xét lại một lần nữa, đúng không? Liên quan đến cái mối quan hệ giữa cái công ty bia con và Vĩnh Hoàn. Và theo những cái đầu mối đây thì có thể đây là một cái phương pháp mà bên phía lãnh đạo của bên Vĩnh Hoàn người ta đã thực hiện, đúng không? À, tại các công ty tại các thị trường lớn ấy, thì họ sẽ lập các cái công ty tại địa phương, đúng không? Và sau đó thì làm công ty đứng ra phân phối, đúng không? Ví dụ ở Trung Quốc thì họ có một công ty Okto gì đấy, đúng không? Và bên phía Hoa Kỳ thì họ có một công ty B con này. Vâng. Và thực sự thì cũng không biết là hiện nay mình đang xem đến đây nhá, là cũng không biết là ở đây thì họ chỉ ghi nhận là liên quan đến chủ tịch thôi, không biết là chủ tịch cầm bao nhiêu ở đấy, chưa hiểu là chủ tịch cầm bao nhiêu. Còn ví dụ hạn như bên Vạn Đức Tiền Giang thì họ ghi nhận là cô Khanh cô cầm 5% tại Vạn Đức Tiền Giang, đúng không? Đấy, hiện nay là chủ tịch còn cầm 5%, đúng không, của bên Vạn Đức Tiền Giang. Đấy, còn B con kia thì không hiểu là công ty sẽ cầm bao nhiêu, chúng ta rất ít thông tin, đúng không? Mà trong này cổ đông thì rất tiếc là chúng ta không nhìn thấy cái thảo luận đại hội này. Đây này, Vĩnh Hoàn mới là doanh nghiệp để phân phối thị trường này, đúng không? Và nó khoảng 70%. Và châu Á thì có công ty Okto, còn lại mình còn nhìn thấy có công ty Vinh Techno gì cơ, hay là công ty đấy đổi tên thành từ từ Okto về. Và đấy là chúng ta nhìn thấy thông số như vậy, đúng không? Ở đây thì mình sẽ cố gắng xem nốt xem còn gì không. Vâng, phải thu vẫn vẫn là công ty đấy rồi. Vâng. Năm ngoái doanh thu là 13.000 tỷ thì có đến 5.700 là qua một công ty như vậy, đúng không? Bê con. Như vậy chỉ riêng 22 thôi là đã nắm 40% doanh thu 22 của doanh nghiệp rồi. 3.700 của năm trước thì là cũng 40%, đúng không? Cả 21 22 là đều là 40%. Phải thu ở đây thì một cái là 1.500 và một cái là 1.300. Chúng ta sẽ check cái phải thu xem như nào. Và đây có 2.100, đúng không? Mà chúng ta nhìn thấy bóng 1.500, như vậy là đến chắc phải đến 70% phải thu.
7 đến 80% phải thu. Vâng, đấy là cái. Vâng, đấy là mối quan hệ. Vâng, bên phía Vạn Đức Tiền Giang 523 cũng xuất hiện mối quan hệ. Vâng, khá khá hơn một chút. Và bao gồm cả phải trả rồi phải trả ngắn hạn khác. Cam kết thuê động, cái này chắc là thuê nhà thôi, đúng không? Mình nghĩ không có gì cả. Vào ngày 31/12/22 thì tập đoàn có các cái cam kết về chi tiêu xây dựng nhà xưởng tại công ty Fitone, đúng không? Và công ty Vĩnh Hoàn Collagen. 21 tỷ, không không có gì rồi. Cam kết góp vốn rồi. Vâng, như vậy không có gì. Và chúng ta sẽ đá nốt cái thuyết minh của bên phía 655 nào. Vâng, 900 tỷ. Và mình check lại một lần nữa cái doanh thu trong 655 nhá, để chúng ta đoán 4.900, nhưng mà năm nay thì nhẹ rất nhiều. Chỉ còn có 20% thôi, đúng không? Và gần như công ty này sẽ đại diện cho phân phối ở phía Hoa Kỳ. Thị trường Hoa Kỳ. Vâng, năm nay thì chỉ được có 20%, đúng không? Mỹ. 20% doanh thu 6 tháng của 23. Vâng, thay vào đó là một cái tên tạm tạm 5% là Vạn Đức Tiền Giang. Vâng, có cả mua bán tài sản định luôn. Đây rồi, phải thu đây rồi. 1.100. Đến đến thời điểm này thì phải thu đang là 1.800. Đấy, vẫn khoảng 70%. Vâng, rất cao. Rất cao. Và hàng tồn kho thì vô cùng lớn, không hiểu là khả năng là chuẩn bị phân phối vào thị trường Mỹ rồi. Và cam kết vốn cho chi tiêu xây dựng nhà máy thông qua việc bán 3,6 triệu cổ phiếu ESOP. Và vậy họ đang làm ESOP, không có gì. Và như vậy là chúng ta cũng tạm thời xong cái báo cáo liên quan đến kết quả kinh doanh của công ty, đúng không? Buổi sau khả năng là chúng ta sẽ đá một chút vào lưu chuyển tiền tệ, đúng không? Vì công ty rất hay đầu tư tài sản cố định và gửi tiền vay các thứ. Ok, khả năng hôm nay mình dừng đây nhé.